những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh, những tập tục tín ngưỡng, ẩm thực mới lạ, khám phá thú vị, trải nghiệm độc đáo. Tất cả đều có trong Na Hang Hành Trình Khám Phá. Đến với vùng đất Tuyên Quang, bạn sẽ được khám phá rất nhiều điều mới lạ. Trong đó, khu du lịch Na Hang là một trong những điểm đến bạn tuyệt đối không nên bỏ qua. Nằm ở vùng cao phía bắc của tỉnh Tuyên Quang, với hơn 83% diện tích tự nhiên là rừng, Na Hang tự hào với sức cuốn hút kỳ lạ của một vùng sinh thái đa dạng, là nơi hợp nhất của hai con sông. Nơi đây đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhằm giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa của các dân tộc, tiềm năng du lịch đến với du khách trong và ngoài nước, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023. Thưa quý vị, thưa các bạn, tôi đang có mặt tại quảng trường Na Hang, nơi diễn ra khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023. Đặc biệt, ngày hôm nay sẽ công bố kỷ lục Guinness tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam và trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý rượu ngô men lá Na Hang cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng tôi khám phá trong chương trình ngày hôm nay nhé. Ngày 4 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hang. Đồng thời, cùng với tổ chức kỷ lục Việt Nam công bố xác nhận kỷ lục Việt Nam tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam. Cùng Hiệp hội chè Việt Nam xây dựng chương trình Festival chè San Tuyết Na Hang để quảng bá sản phẩm đặc sắc của núi rừng Na Hang. Đây là sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý chè San Tuyết Na Hang. Cùng với đó, có rất nhiều các sự kiện được tổ chức để quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, mời gọi du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm và chiêm ngưỡng kỳ quan của vùng đất và con người Na Hang. Ngày 4 tháng 3, người dân còn đón nhận thêm niềm vui, đó là Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố và trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý rượu ngô men lá Na Hang. Đến với Na Hang, quý khách sẽ được tiếp đãi ân tình bởi tấm lòng nhân hậu của bà con dân tộc để thưởng thức chè San Tuyết, các đặc sản từ cây chè và vị cay nồng hương thơm ngào ngạt của rượu ngô men lá Na Hang. Men được làm từ các loại lá, rễ cây rừng. Rượu được nấu kết hợp với nguồn nước đặc biệt từ khe nước, núi đá của vùng núi, có mùi vị và đặc trưng từ ngô và men lá theo phương pháp thủ công gia truyền. Sự hấp dẫn của rượu ngô men lá Na Hang là rượu trong vắt, có mùi thơm nồng của ngô và men lá, vị cay ngọt tự nhiên. Uống êm du như đi vào giấc mộng. Người dân ở đây gọi là rượu trời ban, và khi được công nhận chỉ dẫn địa lý sẽ là cơ hội để quảng bá sản phẩm rượu ngô men lá, phát triển hình ảnh tốt đẹp của sản phẩm tới người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo quyền lợi ích cho người sản xuất và tiêu dùng. Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật quy mô hoành tráng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia với chủ đề Hương sắc Na Hang. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: chương 1 Hương sắc Na Hang, chương 2 Huyền ảo hoa lê trốn đại ngàn, chương 3 Nhịp bước tới tương lai. Với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi, ca sĩ Trọng Tấn, Đỗ Tố Hoa, Tiến Hưng, Hoàng Thanh Lam, Anh Phong The Voice, đoàn múa HT, nhóm Aladdin cùng rất nhiều các nghệ sĩ diễn viên địa phương. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, lễ hội ngày hôm nay thì Na Hang đã thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước. Và quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Ngân để cùng tìm hiểu xem là các du khách đến với huyện Na Hang thì sẽ có những cái cảm nhận như thế nào nhé. Chú ơi, chào cha chú ạ. Hôm nay là đoàn mình đến với huyện Na Hang để du lịch đúng không ạ? Chú có thể cho cháu biết là cái cảm nhận của mình khi đặt chân đến với vùng đất Na Hang này như thế nào ạ? Rồi, xin cảm ơn các bạn. Những người Na Hang, các bạn Na Hang rất là niềm nở và rất là mến khách. Mình thấy là cảnh quan rất là đẹp. Chúng tôi là ở những người thủ đô, lên đây thấy một cái sự sống động của một cái thành phố mới, những cái cảnh quan rất là đẹp, con người rất là yêu mến và gần gũi. Ngày hôm nay là cũng như một lễ hội nữa, rồi là rất là vinh hạnh được có mặt ở dịp đây, góp vui với các công người dân ở người Na Hang. Xin chúc những cái lễ hội như này là đẹp hơn nữa, vui hơn nữa, và những người bản sắc của dân tộc mình đẹp hơn nữa, như mùa xuân. Mình đến đây là lần đầu tiên hay là mình đã có nhiều lần đến với Na Hang rồi ạ? Nói thật với các bạn là chúng tôi hôm nay cũng là những người đến đầu tiên, gặp những cảnh quan của những con người là Tuyên Quang đầu tiên, Na Hang đầu tiên. Mình có quay lại trở lại với Na Hang không ạ? Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại. Rất là cảm ơn các bạn và mong rằng những lần sau đến Na Hang sẽ đẹp hơn nữa.
rất là mà mọi người chúng tôi cảm thấy rất là thân thiện, rất là gần gũi. Chợ đêm Na Hàng thường được tổ chức vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần và đã trở thành một điểm hẹn của du khách gần xa. Tại chợ đêm thì không chỉ quảng bá và giới thiệu các sản phẩm đặc sản riêng có của địa phương mà ngoài ra còn giới thiệu rất nhiều những nét văn hóa độc đáo của bà con ở nơi đây. Chợ đêm Na Hàng là một điểm đến thu hút du khách bởi sự phong phú từ chính các sản phẩm được trưng bày giới thiệu tại chợ. Chỉ riêng các sản phẩm của huyện cũng khiến du khách cảm thấy thú vị. Đó là sản phẩm chè San Tuyết, chè Kia Tăng, nước tiếng, các loại rau rừng, các món ăn dân tộc lạ miệng hay gạo thơm ngon từ ruộng bậc thang Hồng Thái. Ở đó còn có măng khô, thịt lợn chua, thịt trâu khô, mật ong rừng. Đều có thể làm quà biếu. Na Hàng còn là miền đất đa sắc màu văn hóa với nhiều dân tộc anh em sinh sống. Vì vậy các sản phẩm thổ cẩm như khăn, váy, áo của các dân tộc như dao, mông, sán chỉ cũng thu hút sự chú ý của khách hàng. Chợ đêm Na Hàng như một trung tâm mua sắm thu nhỏ của tỉnh giữa phố huyện vùng cao. Khi đã thỏa thê mua sắm thì du khách có thể dừng chân bên khu ẩm thực để thưởng thức các đặc sản riêng có của Na Hàng. Chợ đêm là điểm nhấn để khách du lịch được trải nghiệm sau hành trình thăm hồ sinh thái Na Hàng Lâm Bình. Vì vậy, việc đưa chợ đêm vào hoạt động hàng tuần được coi là giải pháp để huyện kích cầu du lịch, tạo điểm nhấn cho mỹ quan đô thị, kết nối với trục cảnh quan dọc hai bờ sông Gâm. Thưa các bạn, một điểm check-in đang được đông đảo du khách yêu thích đó chính là địa điểm cây hạnh phúc. Ở nơi này thì quý vị các bạn có thể quan sát được rất nhiều những hình ảnh đặc trưng nhất của huyện Na Hàng. Thưa các bạn, xã Hồng Thái nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Khí hậu thì quanh năm mát mẻ và cứ vào dịp tháng 3 hàng năm thì nơi đây khoác lên mình một màu trắng tinh khôi của những cành hoa lê và cũng đã trở thành một địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, năm nay thì người dân ở Hồng Thái có một niềm vui mới, đó chính là con đường này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận dẫn đó là tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Ngân khám phá trong chương trình ngày hôm nay nhé! Từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch, khi tiết trời sang xuân, không khí trở nên trong lành hơn, cũng là lúc hoa lê nở trắng muốt, phủ kín khắp núi rừng Hồng Thái của huyện Na Hàng. Đất trời nơi đây lại được thay màu áo mới, khoác lên mình tấm áo tinh khôi được thêu dệt nên bởi những bông lê trắng ngần. Trong tiết xuân ấm áp, những vườn lê Hồng Thái bung nở rộ những chùm hoa trắng, tựa dài pha lê khổng lồ, huyền ảo, đẹp đến nao lòng. Hoa lê là loài hoa của mùa xuân, được ví như pha lê của núi rừng bởi màu trắng tinh khiết độc đáo của cánh hoa lê. Mỗi nhành hoa như chứa đựng vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên với sự giao hòa giữa trời đất, lòng người và mùa xuân. Với người dân Hồng Thái, Na Hàng, cây lê đang dần trở thành biểu tượng mới của vùng đất lạnh nhất xứ Tuyên. Việc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục và công bố kỷ lục Việt Nam tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam đã khẳng định giá trị biểu tượng của hoa lê Hồng Thái, đồng thời giúp nâng cao nhận thức về giá trị của hoa lê và nghề trồng lê trong phát triển du lịch và kinh tế của huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Đây là minh chứng lưu giữ lại những dấu ấn thời kỳ lịch sử và kết nối theo dòng chảy thời gian từ các thế hệ lãnh đạo tỉnh, huyện và người dân Na Hàng trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và sự đi lên của huyện nhà và xã Hồng Thái tươi đẹp. Nơi đây, đất trời giao hòa, trong nét bình dị, thanh khiết, ẩn chứa những điều kỳ bí của truyền thuyết lịch sử, những giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống và say nồng hương vị ẩm thực tự nhiên, cảnh quan kỳ vĩ huyền ảo được thiên nhiên ban tặng
cùng nền văn hóa đậm đà bản sắc của những con người sinh sống trên mảnh đất này đã tạo ấn tượng mạnh mẽ bởi sức sống tiềm ẩn phía sau mỗi cảnh lê, cũng là bản lĩnh tâm hồn và khí phách của con người vùng cao nơi đây. Ngoài quảng bá vẻ đẹp hoa lê, lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023 còn diễn ra nhiều hoạt động khác như tái hiện lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ, liên hoan các câu lạc bộ dân vũ mở rộng, thi thêu khăn, vẽ sáp ong trên trang phục người Dao Tiền, festival chè San Tuyết Na Hang, giới thiệu và bán sản phẩm chè, thi sao chè, trải nghiệm ẩm thực các dân tộc. Đến với lễ hội, du khách còn được tham quan danh lam thắng cảnh khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình, khám phá trải nghiệm đường rừng, cắm trại, giao lưu văn nghệ, giao hữu bóng chuyển hơi, bịt mắt bắt gà, bịt mắt bắt lợn. Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, con người hồn hậu, thân thiện, mến khách, nơi đây có mặt hồ nước trong xanh rộng lớn với công trình trọng điểm quốc gia. Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang tạo cho mảnh đất này một tiềm năng du lịch to lớn. Những làng nghề truyền thống, các sản vật hàng hóa đặc thù và nguồn cây dược liệu quý giá của mình cùng những con người cần cù chịu khó, đầy bản lĩnh và đổi mới sáng tạo. Na Hang mời gọi và sẵn sàng hợp tác với bạn bè trong nước và quốc tế để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, trong đó có du lịch xanh, ngành kinh tế quan trọng với các hình thức du lịch cộng đồng gắn với phục dựng và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.